Con chào các bạn trở lại kênh YouTube Thân Nguyễn. Thì tiếp tục chủ đề kiếm tiền với trang web, thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà thiết kế ra những cái trang web như blogger bằng WordPress và landing page, những trang để các bạn có thể kiếm tiền từ cách là bán hàng hoặc là liên kết với Google Adsense để kiếm tiền. Thì trong video này mình nói cho bạn biết những cái điều lưu ý khi tham gia kiếm tiền với AdSense. Đây. Thì video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách để liên kết và lắp cho quảng cáo. Thì một cái lỗi là Google AdSense đã tạm thời đình chỉ cái tài khoản của mình trong vòng 30 ngày. Đó. Để chỉ 30 ngày không cho mình hiện thị quảng cáo trên trang web. Đó là một cái điều để các bạn có thể biết và tránh để sau này kiếm tiền với AdSense. Đó. Đó, thông báo này, trung tâm chính sách. Đây, tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Lý do tạm ngưng là gì? Hoạt động không hợp lệ, tự nhấp chuột. Đó. Đấy là mình tự nhấp vô quảng cáo của trang web thì mình sẽ bị nó phát hiện ra và nó đã đình chỉ mình, không cho mình kiếm tiền. Đó. Mà thậm chí nó đình chỉ cả cái tài khoản YouTube luôn các bạn, không phải là đình chỉ trang web không đâu nha. Đây, YouTube mình cũng đã bị luôn. Khi mà nó bị một cái trang nào lỗi nên sẽ kéo nguyên một cái hệ thống cái trang liên quan tới. Đó. Mình sẽ vào kênh nè. Đó, thấy không? Nó sẽ tắt cái chức năng kiếm tiền của mình hết. Đó. Đây. Đó, kiếm tiền lật bỏ. Nó đã không cho mình kiếm tiền. Nếu như mình vi phạm tiếp tục nữa thì nó sẽ có thể là nó sẽ xóa tài khoản mình vĩnh viễn luôn. Đó, không cho mình tham gia tài khoản đó. Đây, kiếm tiền này. Tìm hiểu thêm. À, bị tắt phải không? Đó, kênh của bạn bị tắt tính năng kiếm tiền này. Cái YouTube bị tắt tính năng kiếm tiền vì có thể bạn có thể là phạm trong những cái lý do nó đặt ra. Đó. Thì do trang web của mình đã từ click vào quảng cáo cho nên là đã tắt đi tính năng kiếm tiền. Bạn thấy một cái nó chạy nguyên một hệ thống không? Không phải là đơn giản, bởi vì bạn nên kiếm tiền bằng một cái tài khoản thì nó liên kết nhiều thì các bạn dễ rút tiền và dễ kiểm soát. Nhưng mà một điều bất tiện là khi mà có một trang mà đã bị lỗi, bị cơ bão của Google hay là hoặc là tự sướng để hết chuột, thì cái lỗi này nó sẽ dẫn đến thu nhập cả một cái hệ thống của bạn sẽ bị mất đi. Đó. Nếu bạn tham gia một cái tài khoản sẽ mất lại, bạn sẽ mất cái thu nhập trong một vòng ngày, còn có thể xóa vĩnh viễn. Bây giờ bạn nên tạo nhiều tài khoản Google để những khi nó phá cái này mình sẽ còn được cái khác. Đó. Còn là bạn có thể tham gia kiếm tiền bằng nhiều hệ thống khác nhau như network hay là những tài khoản khác của chức năng là quảng cáo lên trang web. Sắp tới AdSense sẽ không hiển thị chỉ số YouTube trên các doanh thu trên đây nữa. Đó, thì những nhóm quảng cáo này tạm thời nó sẽ lấy cái tiền nhấp chuột của mình á, sẽ trả lại cho các nhà quảng cáo.
bạn thấy không, tự nhiên trang web mà kiếm tiền online gì thì tự nhiên bị tắt đi, cái nó sẽ ảnh hưởng tới thu nhập. Nếu như bạn không có nguồn thu nhập khác chỉ có mình chết thôi, một điều rất là hại. Rồi thì trong phần kiếm tiền với cái Google AdSense thì mình cũng cho các bạn biết những cái điều lưu ý để khi mà kiếm phải thì các bạn có thể tránh khỏi bị tình trạng như thế này đó. Bạn sẽ khóc la thì cái này nó không cho bạn kiến nghị luôn đó, thì bạn chỉ chờ trong 30 ngày xong nó sẽ mở lại, nếu bạn vi phạm nữa thì nó có thể nó xóa đi đó. Điều rất là đau khổ cho những người mà kiếm tiền bằng chỉ kiếm tiền bằng AdSense thôi đó. Thì ngoài ra bạn có thể kiếm tiền bằng nhiều cách khác như là bán hàng hay là làm tiếp thị liên kết đó, đưa những cái trang này nè đó. Khi mà người ta click vào xem trang web của bạn thì người ta thấy cái hot ticket này nó rẻ, ta sẽ bấm vào mua, bạn sẽ có hoa hồng đó. Còn những khóa học này đó, khi mà người ta mua thì bạn cũng có tiền đó. Hay là những cái banner này cũng là dạng là thị liên kết hết đó. Thì mình sẽ để cái link landing page lên trong web này để các bạn cần cái link in folder để các bạn làm trang landing page á. Còn cái bạn nào mà thiết kế bằng blogger thì mình sẽ vô đây nè, đó, tài liệu nè, bạn sẽ vào thêm blog để bạn tải xuống. Hoặc là các bạn làm trang web dạng landing page thì có thể tải hai cái file này xuống để các bạn có thể có một trang landing page tuyệt đẹp. Là phòng quản trị, mình sẽ qua phòng quản trị cốc cốc. Đó, các bạn mua một cái tên miền và mua con tin, các bạn sẽ có một cái quản trị của một cái trang web. Thì các bạn làm bằng WordPress hay là làm bằng landing page thì nó cũng phải có một cái giao diện trang chủ để các bạn có thể chỉnh sửa hay là gì đó, thêm nội dung gì đó. Đó, đây là cái trang quản trị của WordPress. Trang này có thể bạn làm đủ thứ, những cái tiện ích như là in folder nè, đó, đây là dạng trang web của landing page. Pet rất là nhiều người truy cập nha. Ví dụ như mình chỉ có 15 trang thôi mà tổng số lượng truy cập của mình là 66.000 đó. Hơn so với cái trang web bình thường đó. Ví dụ như cái trang của WordPress nè, tỷ lệ mà nhấp chuột vô rất là ít, mà trang Pet rất là nhiều đó. Tỷ số là không được nhiều lắm, do trang web này mình chưa có sale lên. Thì trong video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái phần mềm SEO cho tất cả một cả trong một. Rồi, các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký. Bạn nào đã đăng ký rồi thì hãy bấm vào chuông để ủng hộ mình nha. Đó. Thì mình sẽ làm thật nhiều video để hướng dẫn các bạn cách để kiếm tiền trên internet một cách hoàn toàn thụ động. Đây là một trang web hoàn toàn miễn phí đó, bạn chỉ sử dụng cái thêm chỉnh sửa lại thôi. Nếu bạn không mua tên miền thì hoàn toàn miễn phí, còn mua tên miền thì tên miền mình một năm khoảng 300.000 thôi, cũng rất là rẻ, mắc lắm đó. Tùy theo cái tên giá trị mà bạn làm, cái tên đẹp không quan trọng, quan trọng là bạn phải biết cách để sell lên top Google nó có giá trị, chứ bạn không sell lên có giá trị đâu. Đó. Thì trang này đang có lượng truy cập là 6.028 người đang xem trang này, số rất là khủng khủng á.
thì khi mà đây là tính năng kiếm tiền thì nó là một cái nguồn thu nhập hoàn toàn tự động các bạn. Rồi, vâng, cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm hãy chia sẻ video này cho mọi người giúp mình.